Chào mừng các bạn đã trở lại với nhà 24 giờ Vlog. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dự án đang được khá là nhiều sự quan tâm của quý khách hàng dịp cuối năm. Và dự án này cũng sẽ được ra mắt khách hàng vào tháng 12 năm nay. Đó chính là dự án De La Son, quận 4. Chính là tập đoàn Capitaland mà trụ sở chính là đặt ở Singapore. Đây cũng là một trong những cái công ty bất động sản hàng đầu ở châu Á, đã có mặt tại hơn 260 thành phố của 40 quốc gia. Đến với Việt Nam khoảng 28 năm thì chủ đầu tư đã có những thành tựu về nhiều lĩnh vực. Trong đó riêng về mảng căn hộ thì Capitaland đã có khoảng 15 dự án ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mà nổi bật trong đó thì có thể kể đến như là dự án The Vista, Vista Verde, Defy ở quận 2, hay là D1 Mansion, Zenity quận 1, hoặc là De La Son ở quận 4. Có thể nói là quận 4 được ví von như đảo nhỏ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, được kết nối bởi ba trục đường chính, đó là đường Tôn Thất Thuyết, đường Bến Vân Đồn, đường Nguyễn Tất Thành, và De La Son tọa lạc tại số 1B đường Tôn Thất Thuyết. Với vị trí này thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển qua các quận lân cận như quận 5, quận 1 và quận 7. Trong thời gian tới thì sẽ có quy hoạch là xây cầu Nguyễn Khoái nối từ đường Nguyễn Khoái quận 4 sang quận 7. Nếu như mà cái cầu này được khởi công sớm thì dự án của mình kế bên sẽ được hưởng lợi rất là nhiều luôn. Còn bây giờ cả nhà cùng theo chân tụi mình để đi sang tham quan thực tế công trình của dự án để xem tiến độ thi công tới đâu rồi các bạn nha. Mình đã tới dự án rồi nè các bạn ơi. Tụi mình đang đứng là ngay trên mặt tiền chính của dự án, là nằm trên đường Tôn Thất Thuyết. Thì quy mô dự án sẽ được chia làm 3 lốc với 870 căn. Sẽ bao gồm các loại hình là căn 1, 2, 3 phòng ngủ, và những căn 2, 3 phòng ngủ có 2 cửa, và căn 3 phòng ngủ có 3 cửa. Thiết kế của từng lốc căn hộ của mình cũng sẽ lấy cảm hứng từ những cái loại nhà cụ. Thì trong đó có thể nói đến như là cái tháp, thứ nhất là tháp A Onto của mình sẽ là cao 23 tầng và sẽ lấy cảm hứng từ cây đàn piano. Nghe là thấy sôi động rồi em ha. Dạ, tháp B thì là tòa bass cao 21 tầng sẽ lấy cảm hứng từ cây đàn guitar, và tháp C cao 21 tầng thì mình sẽ lấy từ một loại nhạc cụ cũng nghe hơi lạ, đó là một loại nhạc cụ là chimes. Thì các bạn có thể lên Google để có thể xem cái loại nhạc cụ này là gì ha. Ngoài ra về dự án căn hộ của mình có hơn 50 loại tiện ích khác nhau luôn, sẽ bố trí đều từ tầng trệt, tầng 14 và tầng sân thượng. Với cái cách bố trí này thì dù từ vị trí nào thì cư dân của mình di chuyển cũng rất là thuận tiện để đến các tầng tiện ích. Còn đây là hiện trạng của dự án De La Son. Như các bạn đã nhìn thấy thì dự án đã cất nóc rồi các bạn ha. Và xe thì ra vào công trình thì bởi vì công trình đang thi công cho nên là xe ra vào khá là nhiều, nên có khá là nhiều tiếng ồn, các bạn có gì thông cảm nha. Hiện tại thì phía trước của dự án mình, đường Tôn Thất Thuyết thì chưa được rộng lắm. Tuy nhiên là đã có quy hoạch mở rộng làn đường 25m. Và phía trước sẽ là công viên ven sông. Trên trục đường Tôn Thất Thuyết thì đã có một số căn hộ đang triển khai, đó là Sunshine Horizon. Và trên đường Nguyễn Khoái thì đã có những căn hộ đã lên, đó là Galaxy 9 hoặc là Bến Vân Đồn thì có Gold View, Vạn Đô, vân vân. Theo mình đánh giá thì thị trường bất động sản cho thuê hiện tại đang rất là sôi động. Việc mua một căn hộ để ở hoặc là đầu tư để cho thuê cũng là một phương án hợp lý hiện tại, và De La Son có đầy đủ những yếu tố để đáp ứng được nhu cầu này. Thứ nhất là về vị trí thì De La Son nằm ngay một trong ba trục đường chính là Tôn Thất Thuyết ở quận 4. Thì vị trí này việc di chuyển từ dự án đến các quận lân cận thì cực kỳ là dễ dàng, chỉ mất vài phút thôi. Về thứ hai đó là về thiết kế. Thì De La Son của mình thiết kế theo phong cách rất là năng động. Đặc biệt sẽ có những cái dạng căn hộ là Dual Key và Trio Key. Những cái căn hộ này
Trong mỗi phòng của nó sẽ có hẳn 3 khu vực là bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ luôn. Vì thế sẽ đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối. Thì gia chủ có thể ở một phòng và cho thuê một phòng, hoặc là cho thuê tất cả các phòng. Thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái sự riêng tư của đúng rồi. Mỗi người đúng không em? Dạ, yes. Đây là điểm khác biệt. Nếu mà những cái chung cư bình thường á, thì mình sẽ là dùng chung nhà vệ sinh hoặc chung bếp. Còn ở đây thì sẽ riêng biệt từng phòng luôn. Và vấn đề thứ ba đó chính là về nguồn cung. Thì nhu cầu cho thuê, nhu cầu tìm nhà thuê hiện tại đang rất là cao, nhưng mà nguồn cung của mình thì đang khan hiếm. Căn hộ mà cho thuê, dạng cho thuê ở quận 4 á, đa số là đã full phòng rồi. Và giá cho thuê ở khu vực của mình á, cũng khá là ổn định. Căn 2 phòng ngủ thì có thể cho thuê từ khoảng 14 đến 20 triệu một tháng. Hiện tại thì nhà mẫu của De La Son đã có và đặt tại xa lộ Hà Nội quận 2. Nếu các bạn có nhu cầu tham quan nhà mẫu thì liên hệ với tụi mình nha. Ngoài ra mình còn bật mí với các bạn, đó chính là giá promo của dự án De La Son là 96 triệu trên 1m2 và sẽ mở bán trong tháng 12 này. Các bạn cần thêm thông tin chi tiết thì liên hệ vào số hotline của tụi mình nha. Và bây giờ có lẽ là tụi mình sẽ kết thúc clip ở lại đây và hẹn các bạn vào một video clip kế tiếp sẽ tại nhà, ngay tại nhà mẫu của dự án luôn. Nếu các bạn thấy kênh của tụi mình hay và bổ ích thì nhớ like và subscribe kênh nhà 24 giờ vlog nhé.